Chiquito. Đây là cái nơi mà mình từng rất mơ ước được vào. Nhưng mình làm gì có cửa được vào không? Đây là nơi tập hợp tất cả các idol mà mình thích. Mình cũng là fan của cái nhà này nhất. Mình thích em thao nhất K-pop. Hạnh phúc quá. Trời ơi, hôm nay là mấy đồ đi đâu đến lành quá. Cái này sao nó có làm đâu cái chỗ thịt hành luôn hay gì vậy? Làm mừng Halloween luôn. Lạnh xỉu rồi, lạnh muốn xỉu rồi. Có vẻ nhanh vào bên trong được không? Ôi tụi kia. Các bạn ơi, mình đã gặp được bé bé bẹt ở cái nhà hả bạn? Bạn thấy bé bẹt không? Đẹp quá. Mình đi về bên nè. Đẹp quá bạn. Mà mấy bạn thấy bé bẹt là bây giờ mình gặp NCT luôn ha, không gặp tất cả mọi người ở thấy em sao rồi lạnh là mình mất trí mất tiêu rồi, lạnh quá giờ chân mình phải đứng vậy, lạnh quá nhưng mà gió thổi qua một cái rồi. Không chờ nữa mình kệ họ, mình đi vào trong đi. Trời ơi, xỉu quá. Đây, đây là cánh cửa ở SM Town nha bạn. Quá là đẹp luôn. Mình sẽ quay cho các bạn một vòng xem thôi nha. Nói đĩa kia. Tầng 1. Lòng à, tầng 2 chứ, tầng 2. Xe phải che nó một lần hả? À your dream.
trời luôn. Bận quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến cái khu phố toàn là idol không nha. Đây là khu phố idol.